Xin chào tất cả các bác. Hiện tại tôi đang ở trên đường Âu Cơ. Và nếu như các bác đi thẳng nhá, là các bác sẽ đi về lại quận 10 đấy. Thì trên thủ đang ở khu vực này, thì tôi muốn giới thiệu cho các bác một cái chung cư. Đó là cái chung cư Oriental Plaza. Không biết cái tên đó đọc về cái chính xác không nữa, nhưng ở đây có cái Bixi nha các bác. Có nghĩa là trong cái chung cư này thì có một cái Bixi rất là lớn và to. Và cái chung cư này cũng thuộc dạng là rất to ở cái khu vực đường Âu Cơ này. Đây là chung cư mới hoàn toàn nhá, to lắm, nhìn thiết kế cũng rất là đẹp và đạt cao cấp đúng không? Đấy, bây giờ tôi chạy một vòng quanh cái cổng Oriental Plaza này cho các bác nhá. À, tới đây họ chặn lại rồi các bác ạ. Đây phải gửi xe. Cái thằng này cao phết đấy. Chúng ta chạy qua đường khác này. Mới toanh ná. Chung cư này chắc cũng mới bàn giao tầm khoảng 3-4 tháng nay thôi. Nhìn nó còn mới lắm. Mùi sơn đang còn vương vấn mà. Thì cái đường Âu Cơ này là các bác có thể đi lên sân bay nhá. Rẽ trái các bác có thể đi lên sân bay, còn rẽ phải là đi về lại quận 10. Đi về quận 7 rồi đấy, quận 5 rồi đấy. Thì cái đường này là các bác mà đi làm buổi sáng ấy, là tôi nói cho các bác biết là nó kẹt như là kẹt khủng khiếp nhá. Và cái đường này mà nếu mà vào trời mưa ấy, mưa to ấy, thì cái đường này phải thuộc dạng là bị ngập lụt đấy. Nhưng mà là một trong những con đường rất là sầm uất và người ta ở rất là nhiều. Các cái chung cư mà họ lên ở đây thì giá của nó thì cũng không quá cao đâu. Nói chung mức cái chung cư ở cái chỗ này thì giá nó vừa phải thôi. Mức thuê ở đây thì tầm khoảng 5 đến tầm khoảng 8 triệu mấy cái chung cư ở đây. Còn giá mua của nó thì chắc khoảng tầm tỷ 3 đến khoảng tỷ 7, tỷ 8 gì thôi. Đây có cái đường vào này, có thể xem. Chung cư nó còn mới lắm. Đó, nó đang xây. Cao ác nhỉ. Bên nói chung là có cái Bixi ở đây là vui rồi. Có cái Bixi ở khu vực này là quá hay. Nó đang xây này. Chung cư này được xem là rất to đấy. Thiết kế quá to luôn. Đây là cái trụ sở của Bixi này. Đấy thì tôi giới thiệu cho các bác biết cái chung cư này nó là như thế nhá. Thực sự thì nếu mà quay những cái chung cư ở trong thành phố ấy, thì chúng tôi cũng không có điều kiện để mà quay toàn cảnh cho các bác được. Thực sự là vì cái đất chật người đông. Và cái chung cư thì nó không có cái không gian cho chúng tôi có thể quay tốt cho các bác được như ở những cái chung cư ở vùng ven đấy. Nhưng mà chúng tôi vẫn muốn quay, nhưng mà chúng tôi chia sẻ cho các bác để giúp các bác có thể có được cái nhìn cơ bản để về cái chung cư này, về cái vị trí của nó. Thì nếu mà bác nào làm ở khu vực Bình Tân này, quận 10 này, quận 5 này đấy, rồi Tân Phú này, thì ở khu vực này gọi là quá tốt luôn, cực kỳ tốt nhá. Đấy, nhưng mà các bác phải chịu khó rằng là buổi sáng đi khu vực này với buổi chiều đi về là kẹt xe ác chiến. Đây có sai cổ ca của cái chung cư khác này. Đó. Đấy thì những cái điểm yếu của chung cư này nó là như thế thôi. Với lại cái khu vực này thì nó cũng không phải là chỉ có trong chung cư thì an ninh thôi, chứ còn phía bên ngoài thì nó lộn xộn lắm. Cái khu vực này là một trong những cái điểm nóng mà nó, tôi phải nói rằng là nó lộn xộn về an ninh. Rồi, cảm ơn các bác nhé. Bây giờ chúng tôi rẽ trái là sẽ đi lên lại thành sân bay đấy. Còn rẽ phải là đi về lại quận 5. Rồi, cảm ơn các bác.